Ok chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube Channel của Steve, nơi Steve nói về các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng cũng như diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày. Thì đây là video market recap đầu tiên của Steve uh, kể từ đầu năm. Giáp thìn năm 2024 thì Steve hy vọng là các bạn vừa có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên uh, gia đình và người thân. Thì ngày hôm nay thị trường chứng khoán Mỹ có thể nói là một ngày nhuốm màu đỏ ở uh, trên toàn bộ thị trường. Uh, áp lực bán tháo diễn ra ngay từ đầu buổi sáng và diễn ra dồn dập trong suốt cả buổi sáng ở trên tất cả mọi sектор uh, của S&P Um, có thể nói là báo cáo CPI ra ở đầu buổi sáng ngày hôm nay không phải là một cái báo cáo CPI gì uh, vui vẻ gì cả. Uh, đây là báo cáo CPI đầu tiên của năm 2024 và gần như là rất là gây thất vọng cho toàn bộ nhà đầu tư và cả thị trường. Um, thì đầu tiên là chúng ta cần nhìn một qua một chút về cái báo cáo CPI sáng ngày hôm nay và tại sao cái báo cáo này nó lại là một cái báo cáo gây thất vọng như vậy. Thì trước cái báo cáo ngày hôm nay ship nói luôn trước cái báo cáo ngày hôm nay là của ngày hôm qua thì BOS có đi ra, đó là cái Bureau of Labor Statistics á, Có đi ra và nói và sửa đổi lại cái báo cáo CPI um, tháng 12 uh, giảm cái mức độ tăng CPI theo tháng của tháng 12 tức là từ tháng 11 qua tháng 12 á từ 0 0.3% xuống 0.2%, tạo ra một cái Uh, tính chất có thể nói rất là lạc quan trên thị trường Bởi vì nghĩ rằng tất cả mọi người đều hy vọng Là báo cáo của tháng 1 Cũng sẽ tiếp tục uh, tốt như báo cáo của tháng 12 Thì Tất nhiên đến buổi sáng ngày hôm nay thì không có như vậy. CPI tổng hợp tính theo đầu năm thì dù vẫn trên đà giảm nhưng mà rất là gây thất vọng cho nhà đầu tư và báo cáo CPI cốt lõi cũng không có gì gọi là vui vẻ hơn. CPI tổng hợp có mức tăng là 3.1%, cao hơn mức dự báo là 2.9%, mặc dù có thấp hơn tháng trước là 3.4% nhưng đây vẫn là một con số có thể nói là không vui vẻ vì đặc biệt chúng ta có CPI cốt lõi là cái chỉ số cực kỳ quan trọng và là nói chung là đây là một cái chỉ số mà được Federal Reserve nhìn vào nhiều nhất Uh, thì cái chỉ số cpi cốt lõi không có thay đổi so với tháng trước chỉ số uh, cpi so với cùng kỳ năm ngoái vẫn ở mức 3.9% gần như gấp đôi so với mức mục tiêu 2.0 uh, của phép đặt ra uh, mức độ này thì tăng cao hơn mức dự báo là 3.7% và nhìn theo tháng thì cái chỉ số này có thể nói là mang tính chất là không vui hơn rất là nhiều khi mà cả chỉ số CPI tổng hợp và CPI cốt lõi cho thấy rằng lạm phát vẫn tiếp tục tăng trưởng từ tháng trước qua tháng này. CPI tổng hợp thì ở mức 0.3% còn CPI cốt lõi thì ở mức 0.4%. Thì cái chỉ số theo tháng này là cái chỉ số mà nhà đầu tư rất là quan tâm bởi vì cái chỉ số này mới là chỉ số thực sự cho thấy rằng thị trường Mỹ à, nền kinh tế Mỹ có đang trải qua một cái giai đoạn deflation giảm lạm phát hay không. À, thì uh, câu trả lời là không bởi vì là đây là cái chỉ số cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. Ok. Và cái phần lớn cái mức độ tăng trưởng của lạm phát vẫn nằm ở khối dịch vụ uh, tương tự như những gì xảy ra trong suốt hơn một năm vừa qua và đặc biệt ở trong cái báo cáo CPI lần này thì cho thấy rằng phần lớn tức là 2/3 cái đà tăng của lạm phát tại thời điểm hiện tại nằm ở chi phí nhà ở. Ok. Và chúng ta nếu như và nói luôn đây tại sao đây là một cái xấu bởi vì là thường thường á cái chi phí lạm phát ở chi phí nhà ở á, nó không có một sự thay đổi lớn cho đến mùa hè và cái tính chất của lạm phát nhà ở nó mang tính chất rất là lác gỉnh. À, bởi vì tại sao? Bởi vì gần như là mọi người khi mọi người đi thuê nhà thì uh, thường thường là mọi người ký hợp đồng một năm và thường thường mọi người chỉ có uh, move in move out ký hợp đồng mới vào khoảng tầm mùa hè thôi. Uh, thì đấy mới là cái lúc mà phản ánh thực chất và thay đổi nhiều nhất về cái chỉ số CPI lạm phát về đầu nhà ở. Uh, có nghĩa rằng thị trường suy nghĩ rằng nếu như Fed nhìn vào cái chỉ số core cpi cpi cốt lõi và cpi nói chung để làm cái thời điểm để tính toán cái thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất thì fed sẽ phải chờ đến tận mùa hè khi mà chúng ta có một sự thay đổi lớn một cái sự thay đổi lớn về cpi nhà ở để có thể quyết định bắt đầu tiến trình cắt giảm lãi suất và đúng như vậy thị trường phản ánh rất là dữ dội trên cả thị trường chứng khoán và trên cả thị trường trái phiếu và thị trường lãi suất buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường đã thay đổi cái nhìn nhận về tính trình cắt lãi suất của Federal Reserve từ tháng 5 qua tháng 6. Tức là trong tháng trước thì thị trường nghĩ rằng ồ, chúng Fed sẽ không cắt lãi suất vào tháng 3 đâu sau cái cuộc họp FOMC ngày 31 tháng 1 thì thị trường thị trường đã xác nhận rằng ok, thay đổi cách nhìn nhận là Fed chắc chắn là sẽ không cắt lãi suất vào tháng 3 đổi qua cái hy vọng là Fed sẽ cắt lãi suất vào tháng 5 thì cho đến ngày hôm nay là thị trường đã phải đổi hẳn qua đến tháng 6. Ok. Thì đây là một cái có thể nói là rất rất là không vui, à, đặc biệt là cái thu nhập trung bình, ngoài trừ cái việc tăng trưởng và lạm phát ở đầu nhà ở thì chúng ta vẫn tiếp tục là có thu nhập tăng trưởng trung bình theo lương, ok? thì cái à, cái thu nhập bình quân về lương á lại tiếp tục vẫn tiếp tục đi lên, mặc dù thu nhập thực lại đi xuống, ok? cho thấy rằng người lao động cho thấy cái áp lực lên uh, lên người lao động, có nghĩa là mặc dù người lao động kiếm được một ít tiền hơn kiếm được nhiều tiền hơn làm cho cái giá thành dịch vụ và cái giá thành của hàng hóa các thứ này kia nói chung đi lên thực chất là người lao động vì lạm phát lại đang kiếm được ít tiền hơn và sợ là có thể mua được cái sức mua của người lao động lại giảm đi ok thì đây là một cái vấn đề cũng tiếp tục là một cái vấn đề lớn thì ship nghĩ rằng là cái báo cáo cpi này nó phản ánh có thể nói là rất là đúng những cái gì mà Steve và linh hà đã nói trong cái buổi podcast vào đầu năm 2024 thì nếu như các bạn nào chưa coi cái buổi podcast đó thì ship sẽ để lại link ở trên màn hình. Thì trong buổi podcast đó Ship và Linh Hà có nói về về vấn đề lạm phát và trong đó thì Ship và Linh Hà đều có nhận xét là một điều thứ nhất là lạm phát sẽ đi xuống, tuy nhiên là sẽ đi xuống chậm hơn những gì thị trường và Federal Reserve mong đợi. À, bởi vì hai lý do thứ nhất là lạm phát ở đầu lao động, lạm phát lương và cái thứ hai là lạm phát ở màn nhà ở. Lạm phát lương thì đang tiếp tục đang có dấu hiệu đi xuống và đang trên đà đi xuống rồi. Tuy nhiên lạm phát và ở đầu nhà ở thì sẽ mang tính chất rất là lagging như các bạn có thể nhìn thấy ngay tại thời điểm đại đó. Và trong cái buổi podcast đó cả Sip và cả Linh Hà đều nghĩ rằng và đúng là như thế, đó là Fed sẽ không thể cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và sẽ chỉ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất Vào khoảng tầm tháng 6 tức là giữa năm nay. À, và có vẻ như là bây giờ cái cái hy vọng của thị trường đã di chuyển về đúng với cả cái mong đợi của Sip và Linh Hà. À, thì phản ứng của thị trường buổi sáng ngày hôm nay có thể nói là rất là rất là mạnh mẽ Uh, panic đã bắt đầu xuất hiện ngày hôm nay là sau rất là nhiều ngày gãy ok sau rất là nhiều ngày sau rất rất là nhiều những cái phiên pullback thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà ship nhận thấy là trên thị trường đã có sự panic ok trên thị trường đã có sự panic và có thể nói là một sự panic mạnh hẳn hoi luôn uh, đầu tiên là nếu như các bạn nhìn vào cái internal thì các bạn thể sẽ thấy ngay là cái volume sell dẫn volume buy gấp 20 lần trên toàn bộ NYSE và gấp 4 lần trên Nasdaq Uh, SPX gap down gãy qua cái level 5.000 Thì cái level 5.000 này là một cái level cực kỳ cực kỳ quan trọng Bởi vì tại sao Khi trong toàn bộ một cái uh, đợt rally vừa qua Thì các bạn thể nhìn thấy ngay Đó chính là cái level 5.000 này Tức là sau khi SPX mà 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 đi qua được cái level 4.800 Trong rất là nhiều những video trước đây rồi Là Sip có nói về cái vấn đề đó là Sau cái level 4 8 Thì giữa cái level 4 8 và cái level 5.000 Gần như thị trường rất là thoáng Không có bất cứ một cái gì cả và SPX sẽ chạm được cái level 5000. Và khi SPX chạm được cái level 5000 rồi, cái việc mà SPX break out ra khỏi cái level 5000 đó là một cái điều gì đó rất là ngạc nhiên, ship thật sự là ship cũng rất là ngạc nhiên. Tuy nhiên rằng đấy là một cái break out rất là mạnh và thị trường có thể nói là duy trì cái tính chất rất là bullish. Nhưng trở vì cái break out đó thì cái level 5000 đó thị bởi vì cái tính chất bullish của thị trường thì cái level 5000 đó được đẩy dồn lên và trở thành cái điểm gamma flip của thị trường ngoài cái điểm gamma flip nó trở thành put war tức là nó làm một cái level rất là quan trọng thì trong suốt cái quãng rally vừa rồi cái này là cái behavior diễn ra rất là bình thường trong suốt cái quãng thời gian rally ở uh, hơn 3 tháng vừa qua đúng không đó là mỗi lần mà SPX break out ra khỏi một cái level thì ngay lập tức call war và put war được đẩy lên rất là cao ngay sát cái giá thị trường ok điều này nó tạo ra một cái đà đi lên rất là tốt thứ nhất là nó làm giảm biên độ dao động của thị trường ok nó làm giảm biên độ dao động của thị trường rất là là một tín hiệu rất là bullish cái thứ hai nó tạo ra một cái bệ đỡ rất là gần ở bên dưới để mà thị trường cứ gãy một cái cứ pull back một xíu là là chạm đến cái level đó rồi lại tiếp tục đi lên cứ chạm đến cái level đó lại tiếp tục đi lên tuy nhiên cái điều ngược lại đó chính là gì đó chính là cái level gamma flip này ở rất là gần chỉ cần một cái sự kiện một cái sự kiện kinh tế vĩ mô mạnh hoặc là một cái mày gap up như ngày hôm nay là các bạn thấy là cái level này ngay lập tức gãy và nó quá là gần nó thẳng luôn nó quá là gần và thị trường chuyển hướng từ positive gamma quan negative gamma và ngày hôm nay thì thị trường gần như đã ở ở ở hẳn trong cái level negative gamma rồi và ship nói luôn là cái bias trên thị trường tại thời điểm hiện tại đã chuyển từ bullish qua hơi hơi bearish qua hơi hơi bearish và ship có lẽ là cái dữ liệu nó vẫn chưa có thể hiện rõ nhưng mà ship chắc chắn rằng cái put war cái put war tại thời điểm hiện tại đã được rời xuống cái level 4 chín và nếu như và cái level 4 chín tại thời điểm hiện tại sẽ là level risk off sẽ là cái level risk à, mặc dù chúng ta sẽ không nhìn thấy cái dữ liệu đó cho đến uh, cho đến uh, hết cho đến gọi là chung là cho đến uh, cho đến hết uh, hết ngày hôm nay và đặc biệt nếu như các bạn nhìn vào cái gamma model của spx dưới cái level năm ngàn gần như là chúng ta có một cái đường thẳng gần như là một, gần như là dốc thẳng luôn gần như là vạch vạch dốc dựng đứng cho đến tận tại thời điểm hiện tại là ít nhất là cho, cho đến level tầm bốn ngàn của spx thì đây là một cái chiều đi xuống có thể nói là khá là sâu khá là sâu ở thời điểm trước mắt ờ uh, yeah, ở thời điểm trước mắt chính vì vậy thì nếu cái level bốn nghìn chín mà không hâu được thì chúng ta sẽ có một cái đợt risk off ok uh, tiếp theo một cái điều quan trọng nữa mà ship muốn nói các bạn nên để ý đó chính là vix vix đẩy liên tục 3 ngày ok và ngày hôm nay thì vix sẽ chạm cái level 16 sáu sáu là cái level có thể nói đây là Vix ở cái level 16 là cái level rất là báo động. Ok. Trên 20 là thị trường cực kỳ crash. Trên 10 trên 16 là thị trường gọi là <laughs> cái level trước thật ra là level 15 nhưng mà ship là lấy thêm cái level 16 bởi vì cái level 16 là cái level của cái đợt uh, OpEx vừa rồi. Trên cái level 16 là chắc chắn thị trường sẽ có một cái big panic. Ok, thị trường sẽ có một cái big panic. Um, thị trường có thể nói là cái 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 cú rớt ngày hôm nay một phần từ cái tin tức xấu là một, cái thứ hai nữa là nó do sự thiếu chuẩn bị của nhà đầu tư. À, toàn bộ những cái lần panic, toàn bộ những cái lần gãy vừa rồi và đặc biệt là trên cái thị trường trong toàn bộ khoảng thời gian vừa qua cho đến ngày hôm qua là thị trường gần như không có một tí hedge position nào cả. Nhu cầu hedge của nhà đầu tư hoàn toàn không xuất hiện cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Okay. tức là không ai có một sự chuẩn bị rằng thị trường nó sẽ gãy như thế này. Đó và thường thường thị trường nó gãy khi nào khi mà không có ai nghĩ là nó gãy ok thì uh, ship hy vọng là trong video ngày thứ năm uh, tức là lần cuối cùng mà ship làm cái video market recap á, thì ship có nói rất là kỹ đó là ship nghĩ rằng thị trường đã khá là cao ship nghĩ rằng là cái 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 position trên toàn bộ thị trường tại thời điểm hiện tại nó không mang tính chất healthy và ship có khuyên là các bạn nên accept position uh, nên nên take profit uh, ship nghĩ rằng ship đã nói cái này từ lúc mà spx ở khoảng tầm bốn nghìn chín là đi di chuyển đến 5 ngàn rồi ship không nghĩ là SPX sẽ break qua được khỏi 5 ngàn nhưng break được qua khỏi 5 ngàn thì uh, tại mọi thời điểm mà ship hy vọng là các bạn có có ít nhất là nghe ship một xíu và có take profit một xíu hoặc là có tự hedge và tạo ra những cái position để tự bảo vệ bản thân uh, thì ra yeah, thì ngày hôm nay chúng đây ship nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày khởi đầu thôi ship nghĩ rằng là từ giờ là in the future ít nhất là trong khoảng thời gian tương lai ngắn tới uh, thì SPX sẽ bắt đầu có một cái giai đoạn consolidation ở giữa 4.900 và 5.000 tương tự như cái khoảng thời gian trước khi breakout tức là tương tự như khoảng thời gian ở uh, cách đây hai um, 2-3 tuần đó, 2, 3 tuần vừa qua nếu như cái level 4.900 mà gãy thì chúng ta sẽ có một cái đợt risk off ok rồi um, vậy thì uh, vậy thì trade review vậy thì đó là nói chung là trade review uh, thì nói chung là ngày hôm nay thì ship có nói chung là khá là khá là vui vẻ một ngày khá là vui vẻ của ship bởi vì, vì ship thì uh, ship nghĩ rằng là tech pullback nên là ship có chạm đầu khá là nhiều ờ, trong đó có Nvidia này, Meta này, Apple này. Ngoài ra thì ngày hôm qua ship còn thích cả con uh, con gì nữa nhỉ? Costco chạm đầu Costco, chạm đầu con Mastercard rồi. thì nói chung là khá là uh, một ngày hôm nay là một ngày khá là khá là vui vẻ dành cho ship. đặc biệt là con Nvidia thì nói chung là Nvidia là big win luôn uh, Chặng chạm đầu Nvidia đó. Um, Meta cũng khá là good win. thì uh, ngày hôm nay ship đã bắt đầu take profit rồi. bởi vì ship nghĩ rằng là S&P sẽ có một cái turn uh, short cover rally nhẹ ở cái level 4.009. Uh, thì xin nghĩ rằng cái play tiếp theo in the future đó là chúng ta có thể bắt đáy ở cái level 4 9. Tuy nhiên là nếu như chúng ta gãy cái level 4 9, là các bạn phải respect cái việc đó và exit ngay lập tức. OK. Uh, rồi ngoài ra thì sell put thì như ship có nói đó, là thật sự là ship không có sell put gì. Ship thật ra ship ngày hôm nay ship có sell một ít. Yeah, nhưng mà ship cũng thấy được profit ở ship sell paypal tesla cái thứ này kia thì ship nghĩ rằng tại thời điểm hiện tại là không phải là lúc để chưa phải là lúc để các bạn sell put nhiều ok uh, volatility vẫn đang tiếp tục tăng uh, volatility cách đây uh, từ tuần trước là ở mức rất là thấp rồi ok thì uh, ship có nói rất là nhiều trong những cái video trước về cái vấn đề đó là volatility nó như kiểu một cái quả bóng á các bạn để nó hoài thì cũng sẽ đến một lúc nó bung ra thôi ok và đặc biệt là cái này hơi mang tính chất lịch sử nhưng mà năm 2018 thì Uh, cái 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 đợt rally vừa rồi nó khá là tương tự với cái sự kiện Vomageddon của năm 2018 nên là ship cũng uh, cũng nói chung là ship cũng né. Ok, vậy thì cấu trúc thị trường nói chung uh, đó là chúng ta đang nhìn thấy một cái khoảng consolidation chín đến 5000 ít nhất là trong uh, tuần này. Nếu như cái level chín gãy, nếu như cái level chín gãy thì nó sẽ là một cái đợt risk off và các bạn cần phải respect cái risk off đó. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại thì tất cả dữ liệu đều chỉ ra là chúng ta sẽ có một khoảng consolidation à, và thị trường, nói luôn, thị trường sẽ thay đổi cái behavior thị trường sẽ không di chuyển theo cái kiểu như là đẩy một đầu, đẩy ấy nữa mà ship nghĩ rằng thị trường sẽ bắt đầu giật lên, giật xuống cái behavior nó sẽ thay đổi hoàn toàn bởi vì là đợt vừa rồi là thị trường nó nằm trong vùng positive gamma ngày hôm nay là thị trường đã bắt đầu đi qua đến vùng negative gamma đã nằm trong cái negative gamma zone rồi ok đã hơi 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 bearish rồi đó nếu như thị trường muốn tiếp tục bullish thì phải vượt qua lại được cái level 5 ngàn tuy nhiên rằng ship nghĩ rằng là cái play của ship sẽ là nếu như lên đến 5 ngàn ship chặt chặt đầu nếu như về 4 ngàn chín là ship chặt đuôi đó ok thì uh, yeah ship hy vọng là các bạn uh, sau khi theo dõi những video trước của ship thì các bạn có uh, take profit một xíu ship biết là uh, ship có warning các bạn về cái việc mà market pullback nó khá là sớm uh, nó khá là sớm và cái việc mà sector rotation khá là sớm Uh, tuy nhiên rằng uh, uh, nó là để tránh những cái gì như kiểu trong ngày hôm nay ok uh, rồi vậy thì uh, ngày hôm nay nói chung là cũng là một ngày uh, uh, trade future cũng khá là ổn đối với steve nói chung là ngày hôm nay trade future cũng khá là ổn buổi sáng uh, buổi sáng gãy thì nói chung là gãy xong break down break up nói chung là di chuyển khá là clean ngày hôm nay nói chung là cũng uh, cũng big win future nói chung là ngày hôm nay là một ngày khá là khá là ok của steve và team steve Yeah, vậy thì uh, Sip chỉ làm một cái video có thể nói là update ngắn cho các bạn về cái tình hình kinh tế vĩ mô của thị trường CPI thôi uh, Nếu như ai chưa coi qua cái uh, video, à Sip có một cái video về Trung Quốc uh, có vẻ được 32.000 view thì nói chung là rất là thành công Thì nói chung là cũng nhân cái video này Sip muốn cảm ơn tất cả mọi người đã, đã theo dõi và ủng hộ Sip trong thời gian vừa qua và theo dõi cái video đó của Sip Uh, các bạn để lại comment làm ship rất vui uh, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người thì uh, trong thời gian tới ship sẽ làm nhiều những cái video nói về kinh tế vĩ mô hơn uh, là những cái vị... hơn và nói chung là tập trung làm về kinh tế vĩ mô nhiều hơn về 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 trading ok thì uh, nhân tiện đây là video đầu tiên của năm 2024 thì ship chúc uh, mọi người một năm mới nói chung là thành công có một tiền tiền vào như nước đó ok và hy vọng mọi người là mạnh khỏe, quan trọng đến đến bây giờ nói chung là có gia đình rồi thì ship nghĩ sức khỏe đối với ship là quan trọng nhất, Đó, mạnh khỏe và thành công. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như ai muốn quan tâm uh, tham gia group Discord của ship thì ship vẫn còn một cái code ờ uh, discount 50% thẳng đầu tiên cho đến hết mùng 10 Tết thì ship sẽ để lại link trên màn hình. Nếu như bạn nào muốn join thì có thể click vào cái link đó. Ngoài ra nếu bạn nào muốn theo ship làm option seller, nói chung là làm option seller thì uh, đây đó uh, vẫn ăn liên tục liên tục liên tục, ok uh, option seller thì sẽ nói luôn là chắc chắn là từ học xong cái lớp từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn có thể tự trade được và option seller thì nó là passive income, ok như ship nó là passive income uh, các bạn vừa muốn trade vừa muốn làm option seller cũng được luôn nhưng mà option seller các bạn phải xác định nó là passive income nó không thể làm mọi người giàu được chỉ là kiểu một phần trăm một tuần gần một phần trăm một tuần đó uh, Nó không thể làm mọi người giàu được nhưng mà cái quan trọng đó là mình tốn ít thời gian và mình đỡ đau đầu. Ok. Thì nếu như ai muốn học uh, option seller thì ship có cái link uh, của cái lớp option seller tháng 3 ship để lại trên màn hình. Các bạn cứ để lại thông tin liên lạc trên cái Google Form và ship sẽ liên hệ với mọi người. Cái lớp tháng 3 cũng có vẻ là nó bắt đầu ở uh, fill up rồi. Mỗi lớp chỉ có nói chung là tầm uh, 10 slot thôi. Đó, bởi vì ship dạy sẽ có cả live trade nữa nên ship không muốn dạy nhiều. Uh, ngoài ra nữa thì uh, nếu như ai mà muốn uh, trade ai không không thích không nghĩ rằng là mình phù hợp làm option seller thì có thể thử sức trade option uh, thì còn 9, hôm nay là ngày cuối cùng chỉ còn 9 tiếng nữa thôi là Apex nó hết cái 80% off rồi nói chung là đây là một cái discount khá là lớn của Apex thì mọi người có thể sử dụng cái link referral của ship 80% off là một kia cao chỉ khoảng tầm 30-40 đô thôi nói chung là rất là rẻ uh, nó sẽ cho mọi người kéo cao tiền giả mọi người trade ăn được thành được cao tiền thật thì uh, nó cho mọi người kéo cao tiền thật thì mọi người trade thắng thì mọi người giữ còn thua thì nó chịu thua là coi như mọi người chỉ mất cái cao thôi mất cái tiền đăng ký cao thôi thì nha yeah, nói chung là cũng khá là ok nhiều người trade ví dụ đây, ví dụ bạn này trade một buổi sáng cái là coi như cái cao luôn đó thì nha yeah, nếu như ai quan tâm thì ship để lại cái link referral trên màn hình ok rồi cảm ơn tất cả mọi người à, hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo